Tối ngày 17 tháng 10, tại sân vận động Suwon ở Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã trải qua một trận thua đậm với tỷ số 0-6 trước đội chủ nhà Hàn Quốc. Đây được coi là trận thất bại đậm nhất của đội tuyển Việt Nam trong vòng 20 năm qua. Trước đó, tại lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thất bại với tỷ số 0-6 là khi đối đầu với tuyển Oman vào tháng 9 năm 2003. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam cũng từng trải qua trận thua với tỷ số 0-6 trước đội Zimbabwe vào tháng 2 năm 1997. Trong trận đấu này, đội tuyển Hàn Quốc đã thể hiện sự vượt trội về mọi mặt. Mặc dù huấn luyện viên Philippe Chusier đã khẳng định rằng ông không quan tâm đến kết quả trên bảng tỷ số, nhưng ông nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với một đối thủ đẳng cấp thế giới và với sự xuất sắc của các cầu thủ ở trình độ cao. Ông cho rằng trận đấu này đại diện một cơ hội quý báu để kiểm tra khả năng của các cầu thủ, một trận đấu thử thách thực sự về mặt chiến thuật, sức bền và nhiều khía cạnh khác. Huấn luyện viên Chusier cũng thể hiện sự lạc quan khi nhấn mạnh rằng ông không quan tâm đến kết quả cuối cùng trên bảng tỷ số. Ông nói, tôi không muốn nhìn vào bảng tỷ số. Dẫu sao, chúng tôi đã có 30 phút cuối đầy nỗ lực khi chơi thiếu người. Chúng tôi đang phát triển lối chơi để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, nên không được để thất bại này gây ảnh hưởng tiêu cực cho cầu thủ. Trước trận đấu, rất nhiều người đã dự đoán rằng đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với một thất bại đậm. Dù có trình độ vượt trội, đứng hơn 69 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Hàn Quốc vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất với sự hiện diện của gần như toàn bộ ngôi sao như Kim Min-jae, Bayern Munich, Lee Kang-in, PSG, Hwang Hee-chan, Wolverhampton, Cho Woo-e-sung, New Zealand, và Son Heung-min, Tottenham Hotspur.